Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it. And we'll start real soon. Chào tất cả quý anh chị khách hàng, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video nói về xe Hyundai Stargazer. Và ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu với anh chị về những chi tiết trên khoang động cơ của Hyundai Stargazer này, cũng như là những cái trang bị sâu xa bên trong mà có thể là anh chị rất ít thấy ở trên những video review của xe. Vì hầu như thì mình chỉ tập trung vào phần ngoại thất, những trang bị option của xe thôi. Có những phần mà em người ta chưa kịp để mà chia sẻ với anh chị. Thì ngày hôm nay sẽ cùng mời anh chị xem về khoang động cơ của Hyundai Stargazer, cũng như là những cái công dụng trang bị chi tiết ở trên cái khoang động cơ này. Cho những anh chị nào mình lần đầu mua xe, mình chưa biết về những trang bị này thì mình cũng có thể tham khảo qua. Còn nếu như mà anh chị nào mình đã biết về những cái điều này rồi thì anh chị mình có thể lướt qua video này nha. Thì đây, khoang động cơ của Hyundai Stargazer thì hiện tại về độ rộng thì theo em thấy là nó cũng vừa phải thôi. Nó cũng không quá rộng rãi, thoải mái. Tại vì con xe này thì mình dành nhiều không gian cho phần nội thất bên trong, trên khoang động cơ thì chỉ là vừa đủ dùng thôi. Còn về động cơ của Hyundai Stargazer thì trên tất cả các phiên bản, từ phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản đặc biệt và phiên bản cao cấp, thì chúng ta đều sử dụng chung động cơ như thế này. Và có thể nói nếu như anh chị nào mình đã biết về xe Hyundai rồi thì động cơ này là động cơ có thể nói là đang sử dụng chung với xe Hyundai Creta, một trong những cái mẫu xe 5 chỗ gầm cao. Xe này thì mình cũng là MPV, cũng ở cỡ B, cho nên là hiện tại thì động cơ mình được trang bị là như nhau ha. Động cơ này là động cơ Smart Dream 1.5. Và động cơ này thì như Creta thì chúng ta đang đạt tiêu chuẩn khí thải là tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Và cũng giống như Creta, ở đây thì chúng ta sử dụng chung máy mà, cho nên là mỗi động cơ, mỗi cái xi lanh thì chúng ta sẽ có hai vị trí kim phun để mà phun nhiên liệu vào bên trong. Còn phía trên này là những cái mô bin đánh lửa đó, thì khi mà xăng phun vào thì ở đây là những cái mô bin để mà đánh lửa, để thực hiện quá trình cháy bên trong của động cơ chúng ta để mà sinh công. Thì cái này nó hơi sâu xa một xíu, thì chưa, bây giờ em chỉ giới thiệu chi tiết để cho anh chị mình tham khảo thôi ha. Chỗ vị trí này là chỗ vị trí mà để mình thăm nhớt của động cơ. Ở đây mình sẽ có một cái chữ là gọi là engine oil. Thì để mà thăm thì anh chị sẽ kéo cái này lên, kéo cái ti lên. Thì ở đây mình sẽ có hai cái dấu chấm này, anh chị thấy không? Hai dấu chấm thì nhớt mình lúc nào cũng phải đảm bảo nằm ở giữa hai dấu chấm này thì là xe chúng ta sẽ hoạt động ok. Còn nếu mà dư thì cũng không tốt, và thiếu thì nó cũng sẽ rất nguy hiểm cho động cơ chúng ta. Cho nên anh chị mình lưu ý ha. Trước những chuyến đi xa thì anh chị mình có thể kéo cái ti này lên, mình dùng khăn sạch mình lau, rồi mình cắm xuống lại như vậy. Sau đó mình dỡ lên một lần nữa thì mình xem coi là mực nhớt chúng ta nó sẽ nằm ở ngay chỗ vị trí nào, để mình biết là xe mình có đủ nhớt hay không. Để mình trước những chuyến đi xa của mình nó sẽ thấy an tâm hơn, cũng như là nếu mà rò rỉ thì mình cũng sẽ biết để mình đi kiểm tra một cách nhanh chóng. Bên này là vị trí dầu thắng của xe, hay mình còn gọi là dầu phanh đó anh chị. Thì đây là bình chứa của dầu phanh. Ở đây mình cũng sẽ có những cái mực như là mực mát. Đây là mình sẽ có một cái mực để chữ mát ha. Và phía trong kia thì mình sẽ có một cái mực gọi là chữ min. Thì dầu phanh chúng ta lúc nào cũng phải đảm bảo từ mực mát cho đến vật mực min này, giữa hai khoảng này đều là khoảng an toàn của xe. Hiện tại đây là mình đang châm gọi là đủ nè anh chị, ngay mực mát nè đó. Và một cái lưu ý nữa là dầu phanh này hiện tại chúng ta đang sử dụng dầu phanh có DOT 4. Thì nếu như anh chị mình có lỡ mà mua châm cho xe chúng ta đó thì mình cũng nên lưu ý về cái DOT của cái dầu phanh của mình. Thì DOT này là nhiệt độ chịu sôi khi mà trong quá trình anh chị mình phanh, để phanh chúng ta nóng sinh ra nhiệt. Thì đây là DOT 4, gọi là một trong những cái tiêu chuẩn về cái việc gọi là nhiệt độ sôi của dầu phanh. Cho nên khi mà anh chị mình mua thì mình lưu ý mua đúng DOT để mình châm vô ha, cho nó trùng khớp với lại cái dầu bên trong của mình. Thì ở đây nhà sản xuất cũng đã có ghi là DOT 4 rồi. Tiếp theo đây, cụm này thì chúng ta sẽ gọi là cụm lọc gió động cơ. Thì đây là cái cụm mà nó sẽ chứa lọc gió của động cơ. Lọc này thì nó sẽ có tác dụng là lọc các cái bụi bẩn trước khi mà đi vô trong động cơ. Tại vì là khi mình đi di chuyển ngoài đường thì mình sẽ có các bụi bẩn. Những bụi bẩn này thì nó sẽ cũng có cát. Thì nếu như không có lọc này thì nó sẽ đi vào trong cơ của chúng ta và sẽ gây ra tình trạng là xước lòng xi lanh, cũng sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của động cơ. Cho nên lọc này sẽ lọc cái phần bụi bẩn trước khi mà vào trong động cơ. Thì để mà tháo ra vệ sinh thì ở đây mình sẽ có hai cái lẫy ha anh chị ha. Mình sẽ mở hai cái lẫy này ra, sau đó mình dỡ lên thì mình cũng có thể lấy cái lọc này ra vệ sinh. Thông thường thì nếu như anh chị mình đi bảo dưỡng ở hãng thì mặc định kỹ thuật viên sẽ lấy ra vệ sinh. Còn nếu như anh chị nào ở nhà mình có thời gian và mình có những dụng cụ xịt hơi thì mình cũng có thể tháo ra để mình vệ sinh sau mỗi chuyến đi của mình. Thì điều này cũng sẽ góp phần làm cho cái lọc gió của anh chị nó sạch, và cái quá trình sử dụng của động cơ của chúng ta nó cũng sẽ đảm bảo hơn, thay vì chúng ta không vệ sinh. Đó.
Thì đây là những cái lưu ý nhỏ nhỏ, anh chị mình có thích làm vấn đề này thì ở nhà mình cũng có thể thao tác ha. Ở đây em vừa quay vừa làm một tay cũng rất là dễ, không có khó à. Rồi còn đây là vị trí mà có thể chắc là anh chị nào cũng đã biết rồi, đó là vị trí ắc quy của xe. Thì về vị trí ắc quy thì anh chị mình lưu ý là ở đây mình sẽ có một cái cọc cộng là dương và âm là trừ. Nếu như mà lỡ không may mà xe anh chị hết bình ở nhà thì anh chị mình cũng lưu ý nha, mình câu từ xe khác qua hoặc là một cái ắc quy khác qua thì mình cũng lưu ý là mình sẽ câu đúng cọc dương qua dương và âm qua âm. Ở đây thì do vị trí khoang máy của mình hẹp cho nên anh chị mình lưu ý hơn nữa là khi mình mở ra như vậy đó thì mình kẹp mình cũng hơi khéo một xíu, tại vì bên trên này á là cái phần kim loại nè. Nếu như mà cái kẹp bình của mình nó quá dài, mình kẹp không khéo thì nó sẽ chạm lên đây, mà trên này nó sẽ là mát ha. Tại vì xe của mình nó sẽ có mát sườn. Mát sườn là những cái mà từ ắc quy sẽ bắt vô trong những cái sườn xe nè, cho nên mặc định là ở trong sườn xe chúng ta nó sẽ có mát rồi. Cho nên khi mình câu bình mình cũng lưu ý mình tránh để cọ lên trên này nha, nó sẽ rất là nguy hiểm, ảnh hưởng đến cháy nổ hay là hỏng cầu chì của chúng ta. Đó thì anh chị mình lưu ý. Bình của mình hiện tại trên Stargazer thì sẽ là bình 45A. Cho anh chị nào mình chưa biết mình cần tìm hiểu. Ở đây là vị trí châm nước rửa kính của xe. Thì vị trí nước rửa kính này thì đây sẽ là vị trí mà khi mà anh chị mình xịt nước thì nước nó sẽ xịt ra từ chỗ vị trí này. Ở đây thì mình sẽ gọi là con rùi nước, thì mình sẽ có hai rùi nước. Khi mà đóng nắp capo này lại thì nó sẽ che đi cái phần rùi nước này, nên có thể là khi mà anh chị mình đóng nắp capo lại thì mình sẽ không thể thấy được vị trí rùi nước của xe. Nếu như mà mình chỉ lướt qua là mình sẽ không biết đâu. Tháo nắp capo lên như vậy thì mình thấy thì mình sẽ biết là dễ hơn. Về vị trí nước của phần rửa kính này thì có nhiều anh chị mình mua xe lần đầu mình không biết á, thì mình nhìn xuống mình nói sao thấy ít nước quá vậy. Nhưng mà thật ở bên dưới thì mình sẽ có một cái bình, một cái bầu ở dưới để mình chứa nước, cho nên khi mà anh chị nhìn xuống như vậy á thì anh chị cũng có thể ước chừng được là nước còn. Còn không thì anh chị mình chỉ châm khoảng tới đây là được rồi. Và ở đây thì là những cái đường ống mà khi mà anh chị xịt nước thì nó sẽ có motor phía dưới để mà nó dẫn lên đây, và nó truyền qua hai cái con rùi nước này để mà xịt lên trên kính. Còn ở đây là một trong những cái ống mà để đi ra phía sau. Thì ở phía sau là vị trí này nè anh chị. Tại vì có thể là nhiều anh chị mình không biết về vấn đề này luôn, tại vì nó hơi lạ hơn so với những xe còn lại. Thường thì mình sẽ có một cái rùi đen sẽ nằm ở giữa vị trí phía sau của phần cốp. Nhưng mà đối với Stargazer thì đây, đây là vị trí xịt nước nè anh chị. Mình sẽ có một cái đốm đỏ ngay chỗ vị trí này để mà xịt nước ra. Còn đây là gạt mưa sau của xe, để khi mình xịt nước ra thì gạt mưa này nó sẽ gạt. Đó là về gạt nước của xe ha. Ở vị trí nước làm mát này thì anh chị mình có một lưu ý là khi mà anh chị mình sử dụng nước này thì mình nếu được á, mình nên sử dụng nước chuyên dụng cho rửa kính ô tô. Tại vì nếu như mà anh chị sử dụng nước chuyên dụng thì nó sẽ đỡ được cái tình trạng khi mà xịt lên trên này, cái gạt nước của chúng ta gạt nó bị chày kính thì nó rất là không hay. Cho nên nếu được thì mình sử dụng xà phòng hoặc là những cái là dòng nước rửa kính chuyên dụng để mà giảm thiểu được cái tình trạng mà chày kính chúng ta khi mà gạt. Tại vì nếu mà như vậy, khi mà anh chị đi mưa hay là một vấn đề gì đó anh chị gạt thì nó sẽ có bụi bẩn ở đây, thì nó sẽ làm chày kính chúng ta. Sẵn chia sẻ cho nên là cũng ráng chia sẻ sâu xa một xíu với anh chị ha. Thì ở đây mình sẽ có một cái cụm nè. Cụm này có nhiều anh chị mình không biết là có chức năng gì. Thì xin thông tin đến anh chị là cụm này mình sẽ gọi là cụm ABS. Anh chị mình nghe cái thuật ngữ là hệ thống chống bó cứng phanh ABS, kể cả xe máy hay là xe ô tô. Hiện tại thì trang bị này được gọi là trang bị cơ bản, đó chính là hệ thống chống bó cứng phanh ABS, để đảm bảo cái việc mà khi anh chị phanh gấp, bánh xe của anh chị không bị bó cứng. Thì một điều đặc biệt mà em thấy là không phải mẫu xe nào, dòng xe nào cũng được trang bị cụm như thế này. Tại vì lý do là cái cụm này thì sẽ có chú thích riêng cho từng cái ống này, để mình biết là của hệ thống phanh trước hay là phanh sau luôn. Điều này thì nó sẽ không có giúp cho anh chị mình trong quá trình lái xe. Tuy nhiên nếu như là anh chị nào là kỹ thuật viên trong quá trình bảo dưỡng xe thì nó sẽ giúp ích cho anh chị rất là nhiều để giảm thiểu thời gian. Thì ở đây mình sẽ có những ký hiệu như là FR. FR sẽ là phía trước bên phải nè. RL sẽ là phía sau bên trái. RR sẽ là phía sau bên phải. Bên đây là FL thì nó sẽ là phía trước bên trái. Thì đây là những cái ký hiệu cho từng cái ống dầu này mình đi xuống từng bánh ha. Cho anh chị nào mình cần tìm hiểu, mình thích thú tìm hiểu về những cái chi tiết trên xe của mình, mình có thể biết ra, biết thêm về vấn đề này ha. Còn đây là vị trí mà gọi là dynamo của xe. Thì đây là sẽ là vị trí khi mà xe chúng ta hoạt động, nó sẽ sạc lại cho cái ắc quy của chúng ta. Và cái dynamo này cũng sẽ dẫn động bằng cái dây curon phía dưới này khi mà động cơ nổ máy. Sẵn thì trong video này thì em sẽ chia sẻ với anh chị một xíu. Tại vì đợt rồi thì có nhiều anh chị hỏi là con xe này có mấy dàn lạnh.
thì xin thưa với anh chị là xe này mình sẽ có hai dàn lạnh nha. Phía trước một dàn lạnh, thì đây đang là phiên bản đặc biệt của xe nè. Tất cả cái phiên bản mình đều có hai dàn lạnh nha anh chị ha. Thì một dàn là nó sẽ nằm ở phía trước dưới này để thổi gió ra bốn cửa gió này, còn một dàn nữa thì chúng ta sẽ có một cái dàn ở bên trên này để làm mát cho hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba của xe. Về hai dàn lạnh này á, thì chúng ta hầu như con xe ô tô nào cũng vậy thôi anh chị, thì đều sử dụng chung một lốc lạnh. Thì sẵn thì nói hơi sâu xa một xíu cho anh chị nào mình có biết về vấn đề này mình có thể tham khảo thêm. Thì đây là vị trí lốc lạnh của xe. Lốc lạnh của xe thì mình hay còn gọi là mái nén. Đây sẽ là vị trí lốc lạnh của xe ha. Thì đây là vị trí dây cu ro, khi mà động cơ mình hoạt động thì dây cu ro này nó sẽ kéo lốc lạnh. Khi mà anh chị on AC thì lốc lạnh này nó sẽ hoạt động. Về cái nguyên lý hoạt động của cái lốc lạnh này thì nó chuyên sâu quá nên em xin phép không nói. Em chỉ nói đơn giản là khi mà anh chị mình bấm nút AC sáng đèn, lốc lạnh hoạt động thì nó sẽ bơm ga. Và ở đây thì nó sẽ có hai cái ống ga chứ. Ở đây mình sẽ có hai cái ống ga để mà truyền ra dàn phía sau. Phía trước thì mình sẽ là hai ống đi vô chỗ vị trí này. Đó. Rồi phía sau thì mình sẽ có hai cái ống để tách ra phía sau đây. Hai ống này là hai ống để tách ra phía sau. Nó sẽ luồn xuống phần gầm xe và đi lên trên phần trần. Thì đây anh chị, đó là hai cái vị trí mà mình đấu nối ống ga lên trên trần đó. Để mà làm lạnh cho cái phần phía sau. Và ở đây mình sẽ có ống nước máy lạnh nè. Mình sẽ có là hai bên hai ống nước máy lạnh để mà xả cái phần nước ở bên trên. Khi mà xe lạnh thì nó sẽ có một cái đường ống để dẫn xuống phía dưới gầm để nhiễu nước xuống phía dưới. Cho nên là khi mà anh chị nào mình mua xe lần đầu á, một cái lưu ý nữa là khi mà xe mình hoạt động mở máy lạnh á thì nước nó sẽ nhiễu ra. Cho nên khi mà mình thấy có một cái dũng nước động sau khi mình nổ máy và bật máy lạnh ở phía dưới cái gầm xe của mình á, thì đây là một điều hết sức bình thường nha anh chị. Tại vì em bán xe mới nên có rất là nhiều anh chị mình mua xe lần đầu mình không biết á, mình không biết là xe mình có bị bể ống nước hay bị chảy nước gì hay không. Thì xin thông tin đến anh chị về vấn đề này. Đó. Thì vừa rồi cũng là những cái chia sẻ nhỏ nhỏ của em về cái phần vị trí động cơ của Hyundai Stargazer này cho anh chị nào mình chưa biết. Thì cũng rất là cảm ơn anh chị mình đã theo dõi video này. Và hẹn gặp lại anh chị vào những video tiếp theo của em về xe Hyundai Stargazer nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh chị.